Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 của Vĩnh Phúc đạt 6,26%. Đây là kết quả tăng trưởng tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tình hình trong nước, trong tỉnh còn nhiều khó khăn. Thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư là giải pháp tỉnh tập trung triển khai để tạo đà cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm. Đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm là lĩnh vực công nghiệp tăng 9,2%, thứ hai là lĩnh vực dịch vụ tăng 6% và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,9%. Tăng trưởng ở cả 3 khu vực kinh tế cho thấy kinh tế của tỉnh đã phục hồi tích cực. Với những cái chính sách chỉ đạo điều hành từ chính phủ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như là cộng đồng sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, những cái chính sách chủ trương hỗ trợ của tỉnh nó đem lại những hiệu quả nhất định mà đã tác động đến cái sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm sẽ tạo đà cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024. Thúc đẩy 3 động lực cho tăng trưởng là tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư là yếu tố quyết định. Cùng với đó, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án là giải pháp tỉnh đã và đang tập trung triển khai thực hiện. Với cái mức tăng trưởng của 6 tháng đầu năm như vậy, 6 tháng đầu cuối năm chúng ta sẽ phải có cái đặt ra nó tăng trưởng rất cao hơn. Nhưng ngành công nghiệp chúng ta phải tăng trưởng trên 13%. Với tinh thần quyết tâm vượt khó, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế sẽ giúp kinh tế Vĩnh Phúc tăng trưởng, phát triển, đạt mục tiêu năm 2024 và cho cả nhiệm kỳ thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.